những đôi tay nhỏ, những chiếc lá xinh. Các bé sẽ tạo nên những gì? Cùng đến với triển lãm Điều kỳ diệu của lá cây, để tận mắt chứng kiến những sản phẩm từ dự án học tập về lá cây. Bé khéo léo cắt dán và tạo hình, thành quả là các tác phẩm tranh mang đầy tính nghệ thuật. Giây phút hòa bình trên sân khấu, bé tự tin và say mê. Biểu diễn những bài hát về môi trường. Trẻ con vui chơi chính là học hỏi. Thời gian dành cho trẻ con là vô giá. Mầm non quốc tế iSchool khai mở tiềm năng trí tuệ.